có cổng như trước rồi, là do bên tường thành cắt nhà mấy cái hành lang này, hiện nay có cây này rất là cũ. Nãy gì săn nhớt đó không chăm đi. Kia không được khói lắm nha. Quá trời khủng luôn mà. Vừa to mà vừa cao nữa. Xuống ngoài. Wow. Xuống ngoài. Wow. Hết hồn luôn rồi. Ồ, nó quánh nguyên cái này luôn nha mà. Hết hồn cái cây này các bạn. Cái này được. Đằng gì là rất là khủng nha mà. Quá trời khủng luôn. Quá dữ rồi. Ôi trời, nó nằm xuống kìa. Nằm xuống hết hồn luôn. Ông mày mé đi, mé cho nó đi. Gạt cái xương ông Phương. Phương. Gạt xương rồng. Ông Tư cũng cắt không bao giờ ông gạt nè. Quá đẹp luôn.
quá trời khủng. Xả xuống hết hồn ha. Làm đủ chứ, vừa cắt nhà từ thiện mà anh vừa cắt cầu, xây cầu cũng có. Là nớm hay chèo phải không? Hạ cây nhỏ này, hạ cây này xong qua cái cây lớn hơi nó quánh hơi cũng rất à. Chịu cái chân bầu này luôn. Đúng luôn hả? Đúng luôn hả? Kéo thử ghê qua không? Mạnh luôn Tâm ơi, mạnh luôn Tâm ơi. Qua luôn đó Tâm ơi. Qua đó.
qua đó. Hơi lạnh. À. Hơi lạnh chút không? Đâu qua bển. Cái tôi cho anh ba ơi. À, vậy là cũng được rồi. Thôi Phương hạ cái cuối luôn nghe ba. Đây là cũng khá to nha.
lỗi cực kỳ luôn. Khúc ra cho Phương ăn cái nữa là xong nha. Mình xin kết thúc clip này đây nha. Hẹn bạn lên clip sau nha. Bye bye các bạn nha. Mình chạy qua nó bị cây chân nó đâm da máu. Đâm quá trời đau. Nhưng mà cây đẹp hết hồn đẹp luôn. Ở đây cũng khá là nhiều cây nha, mà cho nên mình chia ra tới khoảng 2 lít 3 lít gì đó, khoảng mười mấy cây. Rồi, xin chào các bạn nha.